đưa em ra khỏi thủ đô, mình cùng rời thành phố tránh những làn khói ô tô, xây một căn nhà gỗ ở mãi xa tận ngoài ô, vẫn hết mình đào tổ giữa chốn Hà Nội đông đúc xô bồ, gần bóng mây kem đằng sau mình sống như là đèn bô, về mình nuôi thêm cá buồn quá mình trồng thêm rau, anh chẳng ai hiểu gì đâu nhưng mà mình tự nhìn trước dù sao chỉ cần được có nhau. Như mà trên mạng lan truyền thì nó hơi kinh dị một tí, nhưng mà thực chất mục đích của bài hát của em là về sở thích của em, tại vì em rất là yêu động vật, em nuôi rất là nhiều mèo. Bài hát này thực chất là em chỉ viết tặng con mèo của em, bỏ em vào ba lô là bỏ con mèo của em đấy. Em bật mí một cái là em bị sợ mèo chị ạ. Thì anh thích ăn đồ nướng, khẩu vị của em như thế nào? Còn ăn đồ luộc anh ạ. Ít gia vị. Vậy nghĩ mình cũng hợp hết đấy chứ. Thì nãy giờ nói gì cũng đối nhau ấy. Ôi là trời. Hello. Em chào chị Cát Tường ạ. Chào hai bạn cùng chơi. Dạ, em tên Tân ạ. Hiện tại em đang làm tại Cần Thơ, nhưng mà do dịch ấy nên em đang ở nhà. Em ở Đắk Lắk ạ. Hiện tại em làm về thời trang với lại âm nhạc thôi ạ. À, thời trang. Em viết nhạc và hát. Thời gian sắp tới thì sau khi kiểu để tiêm xong đã rồi em sẽ vào Sài Gòn. Ồ, vậy là có kế hoạch rồi đó phải không? Có kế hoạch sẵn rồi đúng không? Dạ. Đúng rồi. Vâng, đúng rồi. Em muốn thử sức ở Sài Gòn xem sao. Nếu hoạt động nghệ thuật thì mình đến Sài Gòn đi, nó sẽ dễ dàng cho mình hơn. Đất lành chim đậu ha em ha. Dạ em tên Sơn chị. Em tên Sơn hả? Em đang ở đâu vậy? Em thì đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì em đang làm diễn viên tự do, với đôi khi em cũng làm mẫu ảnh. Làm người mẫu hả? Đang ngồi ở đâu vậy? Dạ đây là nhà của em, thì nó cũng là một cái góc sưu tập của em á chị. Đây là mấy cái mô hình. Giống như kiểu là tuổi trẻ sống hết mình với thứ gọi là đam mê đó chị. Như vậy là hôm nay chúng ta sẽ thấy có hai chàng trai rất là cute, rất là dễ thương đúng không quý vị? Một anh là tên Tấn và một anh là tên Sơn. Vậy bây giờ thì chúng ta sẽ được kết nối với một bạn nữ đặc biệt, idol như thế nào đây? Xin mời quý vị theo dõi một đoạn clip sau đây nhé. Hi, hello mọi người, chào buổi sáng. Bắt đầu một ngày mới cùng với Hảo Thỏ nhé. Mình thường thức dậy vào lúc 7:30. Sau khi đánh răng rửa mặt xong thì mình sẽ chuẩn bị bữa sáng và bữa trưa luôn. Giới thiệu với mọi người, đây là em Jessica, chồng hơn 1 năm rồi nhưng mãi vẫn không lớn. Em yêu chủ vậy các bạn ạ. Xin giới thiệu với mọi người, streamer Hảo Thỏ và đây là MC Ngân Hảo. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin sáng ngày 24/1 của Bóng Đá TV. Thể dục thể thao là một phần không thể thiếu được với mình. Và đây là bữa tối, mặc dù bận bị thế nào nhưng mình vẫn không thể nào bỏ bữa được các bạn ạ. Buổi tối là khoảng thời gian mình thích nhất trong ngày. Mình sẽ skincare, đọc một chút sách và thư giãn. Một ngày của mình trôi qua như thế, và đôi khi có thời gian rảnh thì mình sẽ đi cà phê và xem phim cùng bạn bè. Nhưng mà buổi hẹn đi xem phim với người yêu thì chưa có. Thế nên là bạn nào muốn enjoy hôm một ngày của mình thì hãy theo dõi ngay tại cái thời thần tốc nha. Còn bây giờ thì bye bye. Ôi trời ơi, cái bộ móng tay của cô ấn tượng hơn bộ móng tay của tôi nữa. Tôi tưởng tôi đã ấn tượng dữ lắm rồi chứ. Đó là một cái đoạn video ngắn thôi, một cái profile giới thiệu về nữ chính của ngày hôm nay. Không biết là hai chàng trai của tôi có cảm xúc như thế nào. Rồi mời anh Sơn, anh thấy sao anh Sơn? Em nghĩ là đầu tiên thì chắc là phải khen trước thôi, dễ thương quá. Thứ hai nữa là em cảm thấy được một cái nguồn năng lượng rất là tích cực. Và em thấy bạn là một người rất là biết quan tâm tới bản thân, không qua cái bộ móng mà chị nói là thấy cực kỳ quan tâm rồi đó. Thứ hai nữa là biết nấu ăn rồi còn biết thể dục thể thao. Bạn là idol của em. Ồ, phải không idol sao, nói nghe coi idol như thế nào, bạn ấy là ai? Em thì em chưa được gặp đâu, nhưng mà em có biết với lại theo dõi bạn trên một số mạng xã hội. Nghe giọng là em nhận ra liền. Giới thiệu cho hai em biết nhé, Hảo Thỏ là một TikToker rất là nổi tiếng. Rồi, thế thì bây giờ mọi người ơi, khán giả ơi, mọi người đang theo dõi chương trình, mọi người hãy vào ngay community ghép đôi thần tốc trên Viper để tham gia mini game bình chọn xem mình nhân vật chính ngày hôm nay sẽ chọn chàng trai nào. Nhớ nha, những phần quà rất là đặc biệt. Nhanh tay còn chậm tay là hết đó nha quý vị. Dạ, rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đến với những chia sẻ của bạn Hảo Thỏ nha. Ngân Hảo được cộng đồng streamer và TikTok biết đến rộng rãi với tên gọi Hảo Thỏ, bởi hình ảnh vui tươi và năng lượng tích cực mà cô nàng mang đến cho mọi người. Hứa hẹn trong tập phát sóng hôm nay sẽ có nhiều thú vị và sự đáng yêu từ cô nàng Hảo Thỏ, nhân vật chính của chúng ta. Dạ, em là chị Cát Tường ạ. Hello, em thấy chị chưa?
Dạ em thấy chị rồi, hôm nay chị mới gặp xinh quá, em chào chị Cát Tường. Em cũng xinh quá, nhưng rất tiếc là hai chàng trai không có thấy được em, mới thấy nhìn thấy chị thôi. Bây giờ chị em mình sẽ trò chuyện cho hai bạn ấy nghe thôi ha. Hảo Thỏ giới thiệu một chút về mình đi. Dạ em chào chị Cát Tường, em chào hai bạn cùng chơi. Em tên là Cầm Thị Ngân Hảo, là họ tên đầy đủ trong giấy khai sinh của em. Em sinh năm 1996 và hiện tại thì em đang làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Công việc của em thì là streamer game. Ngày trước thì em có là MC bóng đá, nhưng mà hiện tại thì em đang tạm ngưng công việc MC rồi, tập trung vào stream thôi, và em cũng có làm TikToker nữa. Quê mình ở đâu cơ Hảo? Em ở Sơn La chị ạ. Hảo ơi, em giới thiệu một xíu về điểm mạnh điểm yếu của mình đi cưng. Thì em cảm thấy là em chả có cái điểm mạnh gì quá nổi bật ngoài cái việc là quá nhiều năng lượng chị ạ. Nên là em nghĩ là những ai xung quanh em sẽ luôn vẻ, còn điểm yếu thì chắc là em sẽ hơi sớm nắng chiều mưa một xíu, và em sẽ hơi bị kỹ tính một chút ạ. Kiểu như là hội chứng OCD, chị nghĩa là mình luôn muốn kiểm soát mọi thứ và mình sẽ luôn muốn mọi thứ nó hoàn hảo nhất có thể. Rồi bây giờ sao hai chàng trai của tôi ngồi cười riết hả? Tân ơi, bây giờ em giới thiệu đi Tân, mình có những điểm mạnh điểm yếu gì nè? Vâng, thì điểm mạnh của em thì cũng không có nhiều đâu, ngoài những cái tài lẻ như là hát với lại chơi nhạc cụ, biệt thích thể thao nữa. Em hay đi đá bóng, đạp xe, cầu lông, bóng bàn. Em cảm thấy là cái tính cách của bạn có thể bù trừ được cho em ấy. Tại vì thường thường thì em hơi trầm tính. Em chơi những loại nhạc cụ nào? Thì em chơi được piano và guitar. Rồi hiện tại giờ xung quanh có cái nhạc cụ nào đó không? Chơi thử một bài chị nghe coi. Em cũng đang muốn là được nghe bạn đàn một đoạn, thì may quá chị Tường là hội ý em rồi. Chị em phụ nữ mình hiểu nhau lắm cơ. Sau đây em xin gửi tới chị Cát Tường với lại bạn nữ cùng bạn nam bên kia một ca khúc mà em viết cũng khá lâu rồi. Ca khúc có tựa đề là Lý Do Em Xuất Hiện ạ. Wow. Em có biết tại sao lá cây lại màu xanh? Em có biết tại sao gió đến rồi lại bay nhanh? Tại sao tuyết cứ trăng ngần mà nắng cứ ươm bà? Thôi kệ đi, anh yêu em. Điều anh quan tâm bây giờ đây chính là em. Điều anh quan tâm phải làm sao để được đến em. Mây với gió cũng thành cảm tất cũng có đời. Chẳng lẽ người để anh mãi thế thôi. Em hơi run, em hơi hồi hộp. Wow. Tự nhiên làm tôi nhớ anh Minh Di của tôi quá. Ôm đàn hát cái giọng nó cũng cái kiểu, cái e nó cũng vậy vậy đó. Rồi dễ thương quá. Ủa nhiêu đó mình đủ cảm được gì miếng nào chưa Hảo? Dạ em thấy giọng bạn ấm quá chị ạ. Rồi bây giờ qua tới Sơn. Khi mà suy tư dữ thì Sơn, Sơn giới thiệu một chút về mình đi. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì nè? Dạ thưa chị và mọi người, thì sau khi mà nghe bạn Tân thể hiện xong, tự nhiên em cảm thấy là trời, mình ca không hay mà mình đàn thì cũng biết, lo lắng quá. Thì cũng biết, cũng thích ca hát, rồi diễn xuất, và tài lẻ của em thì em nghĩ chắc là nó thiên về kiểu vẽ tranh hội họa và tạo mô hình đó chị. Giống như là em xin được show một cái sản phẩm em tự làm nhé. Đây, ví dụ như thế này, đây là cái sản phẩm em tự làm. Hay vậy? Dạ. Và ngoài ra thì em cũng nấu ăn, tập gym, tập các cardio, kiểu là cũng tập võ thêm đó chị. Hảo ơi, không biết là nãy giờ nghe hai chàng trai của chị giới thiệu sơ sơ thôi, một anh Tân, một anh Sơn, thì em đang có suy nghĩ gì về hai anh chàng ngày hôm nay? Em thấy hai bạn khá là thú vị, mỗi bạn đã có một cái nét riêng. Bạn Sơn thì có vẻ chín chắn hơn một chút xíu. Còn bạn Tân thì có vẻ bạn ấy hơi... Em không biết, tại vì bạn rất khá là thật thà và ngây ngô. Em cảm giác như thế, là cái cảm giác của em. Được rồi, đó chỉ là mới những cảm xúc đầu tiên thôi. Từ từ mình sẽ phân tích thêm, mình tìm hiểu thêm nha. Bây giờ sẽ qua đến tình trường. Trước tiên thì thôi, bây giờ chị sẽ cho hai chàng trai kể tình trường trước nha. Hảo lắng nghe nha. Tân, dạ vâng. Tình trường của mình như thế nào Tân ơi? Em trải qua hai mối tình, một mối tình 5 năm và một mối tình 3 năm. Cái lúc mà em với bạn nữ để yêu nhau thì cũng là cái khoảng thời gian lấy còn trẻ con. Và một phần thì cái tính cách của em, cái sở thích của em là nó hơi về thiên hướng âm nhạc, nên là nó hơi bay bổng với đôi khi nó tự do quá. Mối tình thứ hai thì là do khoảng cách, thì bạn này là bạn ở Cần Thơ và đó cũng là lý do em vào Cần Thơ. Đi theo tiếng gọi tình yêu à? Tôi thích những người nào mạnh mẽ như vậy. Em thì em ngại tán gái lắm, em không biết tán gái nhưng phải là ngại. Thì hai mối tình của em đều là các bạn nữ kiểu bạn ấy chủ động tấn công ấy, nên là mối tình thứ hai thì em cũng chủ động hơn một chút, nhưng mà rồi cũng vậy. Em vào Cần Thơ vậy thôi, nhưng mà có công việc là em cứ đi suốt, đi lên Sài Gòn xong rồi em về, đôi khi thì em bay ra Hà Nội. Đương nhiên là cái công việc nó không có phù hợp với nhau đúng không? Cho nên là phải giải đổ đúng không? Em muốn tìm một mẫu người phụ nữ là người như thế nào? Em muốn một người phụ nữ bù trừ cho em một chút,
truyền cho em cái năng lượng tích cực bề ngoài. Nhưng mà em thích con gái nhỏ nhắn một xíu. Ok, nhỏ nhắn một xíu thôi ha. Bây giờ chúng ta sẽ đến với bạn Sơn. Sơn thì sao? Cưng mấy mối tình rồi Sơn? Dạ thưa chị, thì đến hiện tại thì em có 3 mối tình. Em nghĩ thì luôn luôn người ta hay nói là tình đầu là cái mối tình mà mình luôn luôn có kỳ tâm với lại khó quên nhất. Và tiếp theo nữa là mối tình thứ 3. Cái mối tình đầu tiên thì chị có thể hiểu là vì đó nó cũng còn non nớt quá, nó còn nhỏ trẻ quá thì nó không đến được với nhau. Nhưng mà đến cái mối tình thứ 3 thì chị nghĩ em đã chín chắn hơn nhiều rồi. Thì tại sao vẫn không đi được với nhau nữa? Thưa chị, thì trong cuộc sống cái tình cảm mình nó sẽ không chỉ nó quay quanh vấn đề tình cảm không, mà nó sẽ còn rất nhiều vấn đề khác chi phối. Thế nên là nếu như mình chỉ cứ say mê vào trong công việc và mình cứ không quan tâm quá nhiều về vấn đề là kinh tế và tương lai thì nó sẽ khó mà duy trì để mà mình ổn định được cả mọi thứ cuộc sống của mình. Hay kiểu dễ bị ghen, thực sự là như vậy. Chung là làm nghệ thuật thì những người nào đồng hành với những người đang hoạt động nghệ thuật thì cần phải có một cái sự thông cảm. Em mong muốn tìm một mẫu người bạn gái như thế nào? Dạ chị, thì thực ra thì em là một người không quá quan trọng về vấn đề ngoại hình đâu. Với lại thực ra trong suy nghĩ của em thì tất cả mọi phụ nữ đều đẹp. Nếu như ta có câu là cũng người phụ nữ xấu chỉ người phụ nữ không biết làm đẹp thôi, thì sẽ là người biết quan tâm và chăm sóc bản thân mình một chút. Cái mà em hy vọng nhất trong tính cách đó là sự chia sẻ và lắng nghe. Ok rồi, đồng ý với hai chia sẻ của hai bạn. Bây giờ chúng ta sẽ quay lại với chia sẻ của bạn Hảo nha. Mình trải qua mấy mối tình rồi cưng? Em trải qua 3 mối tình chính thức chị ạ. Mối tình đầu tiên thì là hồi em học cấp 3, thì là em cũng trải qua mối tình 5 năm. Wow. Em nghĩ là lúc đấy là do em còn quá trẻ con, thế nên em chưa biết trân trọng. Tự nhiên vào một buổi sáng đẹp trời em nhắn tin cho bạn đấy là mình dừng lại. Em cũng không hiểu lý do tại sao tận bây giờ. Ủa, em nhắn tin dừng lại sau 5 năm quen? Vâng. Em đừng có sáng đẹp trời vậy hoài chết người ta nha. Em sáng tối trời đi chứ em đẹp trời em nhắn chia tay là khổ lắm à. Rồi tới giờ này chưa biết lý do tại sao mình chia tay luôn. Nhưng mà đến thời điểm này thì em cảm thấy đấy là một quyết định đúng đắn đối với em. Chỉ là em không hiểu lý do tại sao em lại làm thế thôi, đến tận bây giờ em vẫn không hiểu. Thì hai mối tình sau thì là mỗi mối tình đều hơn 2 năm hết. Tại vì thật ra đối với em thì khi mà mình yêu nhau ấy thì tất cả các tật xấu hay là những cái không hợp nó vẫn sẽ tồn tại đấy. Nhưng mà khi mình yêu thì lúc đấy là cái não bộ mình tiết ra cái hormone là mình là mù quáng rồi chị ạ. Thế nên là mình chấp nhận những cái điểm xấu của nhau. Khi mình hết yêu rồi thì là cái hormone biến mất. Lúc đấy mình thấy lo những cái xấu là mình không chịu được nữa thì là coi như là hết yêu. Thế là mình dừng lại chị ạ. Vâng ạ. Bây giờ em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào thì để có thể là kéo dài được cái hormone gì mà đừng có một buổi sáng đẹp trời á. Đó. Tại vì tính cách của em khá là vướng. Và em cũng giờ nắng trời mưa nên em muốn một người bạn trai có thể lead được áp được cái vướng của em xuống. Bây giờ chị sẽ cho thêm bây giờ là cho hai anh này nói cái tật xấu của anh cái nữa đi. Tân ơi, Tân có tật xấu gì không Tân? Tính em thì đối với người ngoài thì em hơi khó tiếp xúc thôi, nhưng mà với người yêu thì em hơi nhây. Với người yêu thì em hơi nhây. Với lại đôi khi cũng trẻ con ấy, hơi trẻ con tí. Mà em nghĩ là ai yêu vào cũng thế thôi. Em nghĩ là nếu mà trong một câu chuyện tình yêu thì cái tật xấu của em đó chính là em hay chịu đựng một mình những cái câu chuyện mà em cảm thấy là chắc chở và những cái vấn đề em thì em sẽ cố gắng giải quyết nó một mình và em sẽ giữ nó cho riêng em để đến lúc em giải quyết được thì thôi. Một cái em thấy cũng hơi nhỏ nhỏ nữa đó là em dễ bị say mê vào một cái vấn đề, chẳng hạn như là khi em mà ngồi quyết định làm mô hình đó là em có thể làm từ sáng đến đêm luôn. Nhưng mà lỡ biết đâu khi mà có một cái người con gái đó bước vào thì em lại chuyển hướng say mê ra, lúc đó em lại dành sự say mê sáng tối cho người. Dẻo miệng quá, thôi đừng nghe các quý ông nói chuyện các bạn ơi. Quý vị ơi, bây giờ chúng ta hãy vào ngay community ghép đôi thần tốc Fit Couple để tham gia mini game quý vị nha. Và hãy bình chọn xem bạn nữ ngày hôm nay bạn Hảo sẽ chọn chàng trai nào vào vòng gặp mặt. Và nên nhớ là giải thưởng lên tới 10 triệu đồng. Hãy nhanh tay lên đi quý vị ơi. Bây giờ thì chị Tường sẽ mời Hảo, chúng ta sẽ lần lượt xem hai đoạn video clip của hai chàng trai ngày hôm nay quay trước bằng ứng dụng Viberland. Mời quý vị cùng xem. Xin chào mọi người, mình là Tân. Mình đã được 28 cái xoan xanh rồi. Mình đang làm việc tại Cần Thơ nhưng do dịch bệnh, hiện tại mình đang ở nhà. Và đây là khoảng thời gian quý báu giúp mình tránh xa thành phố, thả lỏng bản thân, suy nghĩ những gì đã qua và những gì sắp tới. Đưa em ra khỏi thủ đô, mình cùng rời thành phố, tránh những làn khói ô tô, xây một căn nhà gỗ ở mai xa tận ngoài ô, vẫn hết mình bao tôn giữa chốn Hà Nội đông đúc sâu bồ. Gần bóng kem đằng sau, mình sống như là đèn bô. Về mình nuôi thêm cá, buồn quá mình trồng thêm rau. Anh chẳng ai hiểu gì đâu, nước mắt mình tự nhìn lòng. Tình cảm dù trước dù sau, chỉ cần được có nhau. Chỉ cần là có em. Wow. Ủa Hảo ơi, Hảo nghe bài hát này có thấy quen không? Có thời gian để nghe nhạc không?
Dạ em có, em nghe quen lắm chị ạ. Em thấy bạn khá là ấm áp. Em cảm giác như bạn là một người rất là tình cảm ấy ạ. À, bài hát này là do Tân sáng tác, rất là hot ở trên TikTok luôn á. Được, tôi chịu giọng hát này. Ờ, bài hát này ý nghĩa như thế nào vậy Tân? Như mà trên mạng lan truyền thì nó hơi kinh dị một tí, nhưng mà thực chất mục đích của bài hát của em là về sở thích của em. Tại vì em rất là yêu động vật, em nuôi rất là nhiều mèo. Bài hát này thực chất là em chỉ viết tặng con mèo của em. Bỏ em vào ba lô là bỏ con mèo của em đấy. À, em bật mí một cái là em bị sợ mèo chị ạ. Bị sợ mèo chị ạ. Chết rồi, chết rồi. Không sao cả, bình tĩnh, bình tĩnh, đừng sang chấn tâm lý. Chúng ta sẽ xem tiếp clip của bạn Sơn. Rồi. Hi, chào tất cả mọi người. Chào các bạn đã đến với thế giới của mình. Câu hỏi đầu tiên là các bạn có thích sắc màu cuộc sống, thích những điều đẹp đẽ, thích một tâm hồn bay bổng và nghệ thuật hay không? Nếu có, hãy theo mình nhé. Tất cả đều có những tuổi thơ đã từng say đắm trong những bộ truyện tranh hay là những cái bộ phim hoạt hình. Thì ở đây, đây chính là thế giới của mình, nơi mình siêu tầm tất cả những mô hình. Nghe nó hơi con nít một tí đúng không? Nhưng mà ngoài ra cái việc sưu tầm này thì nó không chỉ dừng lại ở việc là mua mô hình không đâu, mà mình còn chế tác ra những cái sản phẩm như thế này. Đó, đây là những cái mình gọi là sa bàn, hay còn gọi là những ngôi nhà cho những mô hình của mình. Và nó không hề đơn giản đâu nha. Và lý do tại sao mình nói nó không hề đơn giản, tại vì đây mọi người thấy không, nó chỉ là một miếng xốp thông thường thôi. Wow. Nhưng mà qua bàn tay tạo kiểu của mình, nó sẽ thành những sản phẩm có cấu trúc địa tầng rõ ràng như thế này. Có tòa nhà, có đất đá, mọi thứ. Và trước khi kết thúc với phần giới thiệu này thì mình muốn có một vài giai điệu gửi tới mọi người để chúng ta có thể sự hào hứng hơn trước khi chúng ta bắt đầu. Ngoài kia bao la sóng gió, đừng quên tên anh, đừng quên đôi môi ánh mắt hay giọng nói trầm lặng. Đừng quên tên mình nhá. Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. Mình đang nghĩ là có một điều quan trọng mà mình quên mới nói với mọi người. Chắc là mọi người nghĩ mình chỉ là một người chỉ ở nhà vẽ tranh tô tượng, đâm ra rất là yếu ớt đúng không? Không hề nhé. Bởi vì ngoài ra thì ở nhà mình cũng tập luyện thể dục thể thao rất là thường xuyên. Thế nên là nếu mọi người muốn tìm một người vừa có tư duy nghệ thuật lại vừa có thể hỗ trợ các bạn và cùng tập luyện với các bạn, thì mình nghĩ mình là một sự lựa chọn phù hợp. Em xem xong clip mà em vẫn đang chưa nghỉ cười chị ạ. Sao vậy? Em thấy bạn ấy khá đáng yêu. Ủa, bộ sưu tập này là sưu tập được bao nhiêu lâu rồi mà nhiều quá vậy Sơn? Dạ em mới sưu tập đây được khoảng cỡ 3 tháng. Thì từ lúc diễn dịch cái tự nhiên em thấy buồn quá, tại em cảm thấy cô đơn trong chính căn phòng của mình. Và thế là tự nhiên em tìm kiếm tất cả các mô hình, giờ nhà em và xung quanh em toàn là mô hình. Ủa vậy hả? Mới 3 tháng thôi như đó hả? Tưởng là sưu tầm từ nhỏ đến giờ chứ mới 3 tháng như đó rồi thêm 3 năm nữa chắc là không có chỗ trong nhà để ngồi luôn quá à. Trò chuyện trực tiếp với hai chàng trai đó một vài câu đi. Hello Hảo. Buổi sáng ít thường thì anh sẽ ăn sáng bằng loại thực phẩm nào? Thường những cái công việc mà anh làm hay là viết nhạc gì thì anh làm buổi đêm, nên là anh thường sẽ không ăn sáng, tại vì 9-10 giờ mới dậy. Ôi là trời, thế thì 2 bữa còn lại trong ngày thì sao? Anh thường mình tự nấu ăn hay là mình sẽ gọi đồ ăn về, hay là mình sẽ ăn cái thức dậy như thế nào? Anh thì anh sẽ tự nấu ăn đấy, tại vì anh biết nấu ăn từ bé rồi. Anh thích ăn cay, ăn chua và hơi mặn một tí. À, thì anh thích ăn đồ nướng. Thích ăn đồ nướng. Khẩu vị của em như thế nào? Còn ăn đồ luộc anh ạ. Còn ăn đồ luộc anh ạ. À, ít gia vị. Vậy nghĩ mình cũng hợp hết đấy chứ. Tại anh giờ nói gì cũng đối nhau. Tại anh giờ nói gì cũng đối nhau. Ôi là trời. Vâng, em nghĩ là cái gì? Cái này là không biết là có phải là bù trừ không chị Thường ha. Em thấy là nó cũng hơi bù trừ quá rồi á. Sự là anh chỉ có lo là cái gì khó quá thôi, chứ anh nghĩ đồ luộc thì anh nấu dễ hơn mà. Anh thích nấu ăn cho người thân với lại người anh yêu thương. Trong một mối quan hệ thì thường thường là anh cũng công nhận là bản thân anh không phải là người kiểu biết thể hiện bằng lời nói quá nhiều. Anh chỉ làm bằng hành động được. Anh quan tâm như nào thì anh muốn làm gì, anh nghĩ làm gì là đúng. À, cảm thấy tốt cho đối phương thì anh làm thôi. Thế em hỏi anh một câu cuối này là nếu giữa em với mèo anh chọn ai? Giữa em với mèo anh chọn ai? Câu này quan trọng lắm nha. Thực sự thì em hỏi cái câu này thì anh thấy nó hơi thừa, tại vì mèo không thể so với em được. Em cảm ơn anh ạ. Em chào anh Sơn. Em muốn nói chuyện với em bằng giọng Nam và giọng Bắc nè, tại vì anh cũng là người Bắc đấy, anh cũng là một người gốc Bắc đấy. anh là người Bắc à? Anh là ở đâu ạ? Anh ở Nam Định, anh cũng từng có thời gian làm việc ở Hà Nội. Mà anh có nuôi pet đâu không anh?
Ờ, thực ra thì anh cũng có nhưng mà anh nuôi chó. Em sợ mèo nhưng mà em thích chó lắm. Oh yeah. Em sợ mèo nhưng mà em thích chó lắm. Thế được điểm cộng vô. Một điểm cộng, một điểm cộng ạ. Và em thấy anh cũng tập gym rồi các thứ nên em nghĩ là anh cũng ăn uống khá healthy ha. Tính ra nếu mà nói về việc ăn uống thì anh cảm thấy anh rất là healthy luôn, không phải là cả. Với lại anh có thói quen là sẽ thức dậy vào lúc sáng sớm nấu ăn sáng, có thể là làm món ăn cho gia đình hoặc là nấu ăn gì đấy để tự ăn, và sau đó thì anh phải nhâm nhi một ly cà phê và thưởng thức cuộc sống buổi sáng. Anh thấy khi mà em cứ chia sẻ là em thích ăn đồ luộc thì anh mới nghĩ là cô gái này cũng khá là clean và cũng khá là ăn uống khá là sức khỏe đấy. Anh nghĩ vậy thì khá giống anh. Và bật mí thêm nhé, nhà anh có mở một quán cà phê nhỉ? Một quán cà phê nhỏ cũng hơi xinh xinh một tí, nên nếu mà có cơ hội thì chắc chắn là anh sẽ mời em qua, anh sẽ đích thân vào bếp và pha cho em đi sinh tố hay nước ép cực kỳ healthy. Và nếu mà em thích nữa thì anh sẽ sẵn sàng làm cho em một cái bánh. Wow. Nghe lời mời có vẻ khá là hấp dẫn chị. Đúng lời anh nghĩ là cô chương trình dạy quá cũng khá là ok. Ok, thôi đủ rồi, không trò chuyện nữa. Bây giờ hãy lắng động lại một chút xíu đi và hãy suy nghĩ và đưa ra quyết định của mình. Bây giờ em sẽ Hảo sẽ muốn chọn chàng trai nào để tiếp tục tâm sự, tìm hiểu vào vòng sau. Chắc là em sẽ hơi thiên một chút về thế nên là nếu như mình chỉ cứ say mê vào trong công việc và mình cứ không quan tâm quá nhiều về vấn đề là kinh tế và tương lai, nó sẽ khó mà duy trì để mà mình ổn định được cả mọi thứ cuộc sống của mình, hay kiểu dễ bị ghen, thực sự là như vậy. Vậy nghĩ mình cũng hợp với tính cách của bạn, nhờ nói gì cũng đối nhau. Tại vì tính cách của em khá là vừa và em cũng giờ nắng chiều mưa, nên em muốn một người bạn trai có thể lead được, áp được cái vướng của em xuống. Em sẽ hơi thêm chút xíu về anh Sơn ạ. Tại vì ảnh nuôi chó phải không? Tại vì ảnh nuôi chó phải không? Thì ảnh không có nuôi mèo phải không? Bạn phát của tất là rất là hay. Và em cũng không nghĩ là ngày em quay và xem TikTok nhiều thế, nhưng mà hôm nay lại gặp chính bạn sáng tác ra cái bài ha. Mời em vào bao lâu? Em đã bỏ sót một cái chi tiết nữa là hồi đầu bạn Tân có chia sẻ, bạn Tân là rất là hâm mộ em đó, idol em đó, nghe Thảo Thỏ. Em gặp hiện bạn đó. Rồi bây giờ thì trước khi tất cả chúng ta sẽ tạm biệt bạn Tân thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ nhau nhé, để ở mai mốt mình có gặp nhau bên ngoài thì mình còn biết ai là ai, đi say hello nhau nè. Đố Hảo biết ai là Tân, ai là Sơn? Chắc là anh Bảo đi là anh hello. Tân ạ. Hello anh. Em nghĩ là đàn mèo của anh sẽ không thích em và em không chia sẻ anh. Mấy anh pet của anh. Tuy là không được chọn thì cũng hơi buồn một xíu, nhưng mà thực ra mình nghĩ là cũng rất là hợp lý. Tại vì mình ngồi mình nghe cách bạn Sơn bạn nói chuyện rồi bạn chia sẻ thì mình cũng hiểu được. Bạn Sơn là một bạn ấy biết cách chia sẻ, biết cách nói, biết cách biểu hiện được cái tình cảm của mình. Đó là một cái rất là tốt. Về ăn uống, về cuộc sống hàng ngày của bạn cũng rất là healthy đấy. Như bạn Hảo là nói đấy, thì một người đàn ông như thế thì em nghĩ là người phụ nữ nào thì người ta cũng sẽ thích được. Nên là thực ra em cũng không có quá gì là quá buồn. Mà em rất buồn. đừng lo, đừng buồn em ơi. Nếu mà chị sẽ bớt cho em. Em giống thần tượng của chị thích em nha, chị sẽ chọn em, yên tâm nha. Em cảm ơn vì anh đã biết đến em trước và dành sự yêu quý cho em nha. Ok, rồi chị cũng thay mặt chương trình cảm ơn Tân đã dành thời gian đến với chương trình ngày hôm nay nha. Tân rất là dễ thương nha. Biết đâu sau chương trình này sẽ có rất 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 nhiều cô gái tìm kiếm Tân nha. Rồi, tạm biệt. Bây giờ chỉ còn lại hai người thôi ha, còn lại Hảo với Sơn thôi. Thì bây giờ chị Tường cũng sẽ out luôn, chị đi theo kiếm Tân chơi, cho hai em ở lại trò chuyện nha. Chút xíu nữa rồi chị sẽ quay trở lại. Anh đang hơi bối rối vì em dễ thương hơn sự tưởng tượng của anh. Cái đó là lẽ thật đấy. Anh cũng nghe Hảo nói là Hảo cũng đang làm về lĩnh vực nghệ thuật hả? Thì biết Hảo có đóng phim không ta? Không có tham gia phim ảnh không? Em trước thì em còn đóng những cái sắp phim ngắn và nhỏ nhỏ thôi. Ngoài cái việc là được gặp mặt của mình ra thì sẽ có một cơ hội cùng được đứng cùng em trên một cái set quay. Tại vì anh cảm thấy em có một cái gì đó, một cái năng lượng rất là thu hút để mà mình bây giờ gì ta bị cuốn vào này. Thế là cái chắc là em như kiểu là ánh mắt của em biết kể chuyện gì. Anh Sơn là cao mét mấy ạ? Em hỏi cái này hơi dừng để anh cao mét mấy đấy. Anh thì cao 1m75. Con nước tên là Tân Bằng là 1m79. Thế thì anh thấp hơn em luôn á. Em cao 3m liền. Wow, là 3m
3 mét là bạn ấy. Tại em cao 3 mét anh. Không sao cả, bởi vì anh nghĩ là đàn ông luôn thích được cảm giác là được che chở. Em thấy anh chơi mô hình nhiều như thế này thì em có suy nghĩ gì? Có nghĩ là anh này trẻ con quá hay không? Anh, nếu mà em nghĩ anh chơi mô hình trẻ con thì không biết là anh nhìn thấy đồng cầu bông của em thì anh nghĩ là em là con nít hay gì. Tại vì em cũng khá là thích cầu bông ý, nên là em cũng khá là nhiều cầu bông, của em cũng 25 tuổi rồi. Nên là em nghĩ là mỗi người đều có một cái sở thích cá nhân thôi. Hello, chị Tường đã quay trở lại rồi. Bây giờ thật sự chị hỏi thiệt luôn là bây giờ Hảo là Hảo muốn khi nào mới kết hôn? Ít nhất sẽ khoảng 30, 28-30 ạ. Thì anh thấy nửa lứa tuổi đẹp nhất mà kết hôn này anh nghĩ là khoảng sau 30, từ khoảng từ 30 đến 35 là thời gian đẹp. Nhất là có một cái điều gì đó mình đã cố gắng được trong về cái sự nghiệp của mình. Thứ hai nữa là mình cũng đủ chín mùi về những cái câu chuyện cuộc sống cũng như là sự thực trải để mình có thể chia sẻ cũng như lắng nghe. Chị hỏi một câu cuối cùng trước khi hai bạn đưa ra quyết định. Dạ. Quan điểm về hôn nhân của Sơn là như thế nào? Em quan điểm là trong một cái cuộc sống hôn nhân thì quan trọng nhất là sự chia sẻ và đồng hành. Hôn nhân thì thường về sau, càng về lâu về sau thì nó sẽ thiên về kiểu là trách nhiệm và tình nghĩa nhiều hơn. Thì bởi vậy đâm ra là chúng ta sẽ phải cố gắng nhiều hơn trong một mối quan hệ để nó không bị nhạt nhòa đi và cố gắng hiểu nhau nhiều hơn. Và đặc biệt là em có một quan điểm đó là cái người vợ của mình, giống như Dizzy từng nói một câu đấy là người phụ nữ đi bên cạnh là món trang sức tuyệt vời nhất. Thì em nghĩ là luôn làm cho người vợ của mình hạnh phúc và xinh đẹp. Như anh chia sẻ thì anh là một diễn viên. Thì ở trên phim thì đa số cái vai diễn của anh nó sẽ là anh đi với cái xu hướng của phản diện nhiều. Nên ra là nó sẽ hay tiếp xúc với phụ nữ khá nhiều và có khá là nhiều cảnh hơn hơi gần gũi. Thì anh không biết là em có ngại có một cái người bạn trai như thế hay không? Thì em cũng xin trả lời câu hỏi của anh luôn. Đấy là em cũng phải hoạt động và em cũng sẽ phải tiếp xúc với rất nhiều các bạn trai như thế trong các clip của em. Thế nên là em cũng mong là anh cũng sẽ không, nếu như là mình có tiền tới với quan hệ, anh cũng sẽ không có ngại hay là anh cũng sẽ không ghen đối với các đồng nghiệp của em. Đấy là điều em mong muốn từ phía em, thế nên là em cũng sẽ như thế được với anh. Ok, đấy là cái điều mà mình sẽ phải hiểu tôn trọng cho nhau thôi ạ. Ok, mình phải biết phân biệt rõ ràng đâu là tình yêu và đâu là công việc. Bây giờ thì không cần phải bàn cãi gì nữa. Bây giờ tôi hỏi các bạn đã chuẩn bị sẵn cho chị Tường hai biểu tượng của chương trình chưa ạ? Một cái biểu tượng đồng ý là một hình một chú cún Viper rất là dễ thương. Và biểu tượng thứ hai, biểu tượng từ chối, đó là một cái ngón tay ngược. Em chưa có kịp in ra nhưng mà em đã chuẩn bị trên màn điện thoại rồi ạ. Ok, vậy thì bây giờ các bạn hãy nhìn cái biểu tượng của mình cho thật là kỹ nha. Nếu như sau 3 tiếng đếm của chị Tường mà mình đồng ý hẹn hò với nhau để tiếp tục cho nhau một cái cơ hội tìm hiểu nhau kỹ hơn nữa sau chương trình thì chúng ta sẽ đưa cái biểu tượng là chú cún. Còn nếu như chúng ta không đồng ý và cảm thấy rằng là đối tượng này vẫn chưa phù hợp với mình thì chúng ta có quyền đưa cái biểu tượng là ngón tay. Rồi, xin mời hai bạn nhắm mắt lại và chúng ta đến với khoảnh khắc quyết định này. 1 2 3. Nếu như là mình có tiền tới với quan hệ, anh cũng sẽ không có ngại hay là anh cũng sẽ không ghen đối với các đồng nghiệp của em. Đấy là điều em mong muốn từ phía em, thế nên là em cũng sẽ như thế được với anh. Người phụ nữ đi bên cạnh là món trang sức tuyệt vời nhất. Thì em nghĩ là luôn làm cho người vợ của mình hạnh phúc và xinh đẹp. Xin mời hai bạn đưa biểu tượng của mình. Rồi, hai ngón tay xinh xinh đều ngược xuống như thế này. Vậy thật ra thì bà Mai ở cái chương trình này á, không phải là luôn luôn đốc các bạn là phải kết đôi với nhau đâu. Tại vì ăn thua là mình sống đúng bằng cái cảm xúc của mình. Có thể là, nhưng mà Tường luôn luôn nói với mọi người rằng là nếu như có cơ hội thì mình phải nắm bắt. Nhưng mà dù sao thì cũng rất vui vì hôm nay được trò chuyện với các em nhé. Mặc dù hôm nay là chị Tường thất bại toàn tập luôn, nhưng mà cũng cảm ơn rất là nhiều Hảo nè, Tân nè, rồi bạn Sơn nữa đã đến với chương trình để chia sẻ những cái thông điệp của mình. Chúc cho hai em sẽ thành công nhiều hơn nữa trên con đường sự nghiệp của mình nhé.